Chào mừng các bạn đã đến với bản tin mới nhất từ kênh Thái Hải TV. Nhớ ấn đăng ký kênh để cập nhật các bản tin mới nhất từ kênh nhé. Thái Hải TV, sôi động cùng AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Ngày hôm nay thì kênh Thái TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin rất là nóng hổi trước cái trận đấu mở màn của đội tuyển quốc gia Việt Nam gặp đội chủ nhà Lào trong khuôn khổ bảng B AFF Cup năm 2022 nha quý vị. Và bây giờ thì Thái TV cũng xin phép được gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn những thời gian diễn ra cũng như là kênh sẽ trực tiếp trận đấu này. Kênh sẽ trực tiếp trận đấu này đó chính là kênh YouTube FPT Bóng Đá Việt. Quý vị và các bạn vào đó cho nó dễ. Còn không thì vào kênh VTV5 hoặc giả là VTV Cần Thơ là sẽ xem được trực tiếp trận đấu giữa Lào và đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta tại trận mở màn AFF Cup năm nay. Và trận đấu sẽ được diễn ra vào lúc 19:30 phút ngày 21 tháng 12 năm 2022 và sẽ được tường thuật trực tiếp trên các cái kênh FPT Bóng Đá Việt cũng như VTV5, VTV Cần Thơ. Hoặc giả là quý vị và các bạn có thể click vào đường link phía dưới phần mô tả video này là sẽ xem được trực tiếp trận đấu mà không cần phải tìm kiếm gì cho mất công. Quý vị nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất theo nha. Và bây giờ thì là một cái thông tin rất là quan trọng Thái TV gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn như sau. Đó chính là sao châu Âu của bóng đá Lào ngồi ngoài không đá trận gặp Việt Nam. Đây là một cái thông tin có thể nói rất là sốc. Trung vệ gốc Pháp Misada của Lào không tham gia buổi tập cuối cùng trước trận với lại là đội tuyển quốc gia Việt Nam chiều 20 tháng 12 năm 2022 thì đội tuyển Lào có buổi tập làm quen sau vận động quốc gia của mình, cũng là buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển quốc gia Việt Nam, trong khi tất cả đều chú ý tới cái tên đó chính là Kekel Fonfor, thì đội tuyển Lào cũng có một cái ngôi sao gốc châu Âu Pháp mà ít người biết đến, đó chính là Misada, trung vệ 35 tuổi từng khoác áo đội tuyển Lào thi đấu ở AFF Cup năm 2020, góp mặt 3/4 trận ở vòng bảng năm đó. Thậm chí Misada đã thi đấu đủ 90 phút trong trận thua 0-2 trước đội tuyển quốc gia Việt Nam và nhận một cái thẻ vàng. Tuy nhiên, việc cầu thủ kỳ cựu này được triệu tập đá AFF Cup năm 2022 là điều rất là bất ngờ. Misada gần như chấn thương như trong cả mùa giải vừa qua và rất ít có cơ hội ra sân thi đấu. Hiện tại thì hậu vệ gốc Pháp đang thi đấu cho Haja United tại giải hạng 3 của Thái Lan. Theo thống kê của một cái trang bóng đá của thế giới thì hậu vệ của đội tuyển Lào có đúng một lần ra sân ở Thái League Cup giải hạng 3 của Thái League vừa qua. Đó thì theo ghi nhận, Misada cùng một cái cầu thủ khác của đội tuyển Lào chỉ ngồi ngoài đường pitch và không hề tham gia cái buổi tập làm quen sân. Như vậy khả năng cao là trung vệ gốc Pháp này sẽ không tham dự cái trận đấu với đội tuyển quốc gia Việt Nam vào lúc 19:30 phút ngày 21 tháng 12 năm 2022, lý do là vì bị chấn thương. Tuy nhiên, ngôi sao gốc Pháp còn lại của đội tuyển Lào đồng thời cũng là cầu thủ đáng chú ý nhất, đó chính là Kekel Fonfor, vẫn được triệu tập và tập luyện bình thường. Ban đầu chân sút này không được triệu tập vì huấn luyện viên Michel Weah đã quyết định gọi bổ sung để chuẩn bị cho AFF Cup. Chính ở cái chiến thắng mới đây thì một cái chiến thắng mới đây của đội tuyển Lào trước U23 Thái Lan mới đây thì Kekel Fonfor là người tỏa sáng với bàn thắng duy nhất cùng nhiều tình huống nguy hiểm, và đây là một cái trận thắng rất là bất ngờ của một cái đội bóng có thể nói là yếu như Lào mà thắng được U23 Thái Lan. Về phía đội tuyển quốc gia Việt Nam thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng chỉ mới chốt danh sách chính thức dự AFF Cup năm 2022 khi quyết định loại hai tiền vệ là Hải Huy và Quốc Văn Khang. Chiến lược gia người Hàn Quốc gần như sẽ có được cái lực lượng mạnh nhất cho trận đấu Lào, ngoại trừ trung vệ Bùi Tiến Dũng là đang còn khả năng bỏ ngỏ vì mới dính Covid-19 và mới khỏi đây. Thì nói chung là chúng ta cũng nên giữ lại những cái ngôi sao nào mà không đủ sức khỏe, mới dính Covid-19 thì không có nên bảo hiểm ở cái trận đấu đầu tiên. Nói chung cái trận đấu đầu tiên thì một cái đối thủ như Lào thì nói chung là chúng ta sử dụng một cái đội hình cũng vừa phải thôi thì chúng ta cũng đủ rồi.
Nhưng mà huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã dặn toàn đội rằng không để là một cái trận đấu đầu tiên mang một cái tính chất là khó khăn và nó để như là một cái thất bại của giống như gây thất bại của Argentina trước Ả Rập Xê Út ở cái trận mở màn đấy. Thì huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn thủ, nói chung bóng đá bây giờ thì cái khoảng cách giữa đội bóng mạnh và đội bóng yếu họ cũng xích gần lại nhau hơn rồi, cái khoảng cách cái trình độ nó cũng không còn quá xa nữa, cho nên là huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có thể là sẽ tung ra một cái đội hình mạnh nhất đấy quý vị để mà đấu với Lào ấy. Quý vị và các bạn biết rồi, World Cup vừa rồi thì có rất là nhiều bất ngờ, Nhật Bản thì thắng gì, thắng Đức ha. 4 năm trước thì Hàn Quốc cũng đã thắng Đức và loại Đức và tiễn Đức về nước tại kỳ World Cup năm 2018. Tới kỳ năm nay thì Nhật Bản lại là người loại đội tuyển Đức đó, hai đội bóng châu Á đấy quý vị, loại những cái ông lớn của Đức như vậy thì không phải là đơn giản đâu nha quý vị. Rồi Ả Rập Xê Út thì đánh bại Argentina ở trận ra quân đầu tiên đấy, rồi đội bóng đến từ Bắc Phi là đội tuyển Maroc á, lại là chính là cái đội mà đánh bại Bỉ với tỷ số 2-0 ở cái vòng bảng và cũng chính thức là loại Bỉ ngay từ vòng bảng, rồi sau đó đánh bại Tây Ban Nha ở vòng 1/8, rồi sau đó lại đánh bại Bồ Đào Nha ở vòng tứ kết đó. Thì quý vị và các bạn cũng đã biết là có những rất là nhiều cái bất ngờ tại cái giải đấu kỳ World Cup vừa qua, cho nên huấn luyện viên Park Hang-seo của chúng ta đã nghĩ đến cái điều kiện, cái khó khăn hiện tại bây giờ của bóng đá Việt Nam cũng như là cái khoảng cách giữa các đội tuyển nó cũng lại xích lại gần nhau hơn rồi, cho nên là lo xa thì không có dư thừa đâu quý vị đó. Thì ông cũng đã cảnh báo học trò là không được chủ quan ở cái trận đấu đầu tiên đó. Bây giờ thì Thái TV cũng xin phép được gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin nữa, đó chính là đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta. Xin chào tất cả quý vị và các bạn, thêm một cái thông tin cũng như là liên quan tới đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta, đó chính là đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta thi đấu AFF Cup năm 2022 trên một sân vận động nhỏ nhất, với lại lượt trận ở Singapore, và Singapore họ sẽ tổ chức ở trên một cái sân đấu chỉ có là 6.000 chỗ ngồi thôi. Đây là một cái thông tin cũng rất là thất vọng đối với lại là bóng đá Việt Nam của chúng ta ha. Nói chung là tất cả những cái giải đấu nào cũng vậy, nhìn cái sân mà nó hoành tráng thì nó nhìn hấp dẫn hơn, nhưng mà Singapore họ chỉ cho chúng ta đá trên sân vận động là có sức chứa chỉ có là 6.000 người thôi. Đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ thi đấu với đội tuyển Singapore vào ngày 30 tháng 12 năm 2022 trong khuôn khổ loạt trận thứ 3 vòng bảng AFF Cup năm 2022. Đáng chú ý là đội tuyển Singapore chọn sân Jalaseba làm sân nhà. Đây chính là sân đấu nhỏ nhất tại AFF Cup năm 2022 với sức chứa tối đa chỉ là 6.000 người. Không những vậy thì sân Jalaseba luôn trở thành nỗi ám ảnh của các đội tuyển Đông Nam Á, bởi sân đấu này sử dụng mặt sân là mặt cỏ nhân tạo thay vì cỏ tự nhiên. Điều này ảnh hưởng không hề nhỏ tới chất lượng thi đấu của các cầu thủ, bằng chứng rõ nét nhất ở năm 2015 thì khi Singapore đăng cai đội chủ nhà môn bóng đá nam SEA Games 2018, các trận đấu tại bảng A được diễn ra trên sân Jalaseba và có chất lượng chuyên môn không cao do tốc độ bóng và di chuyển của cầu thủ bị ảnh hưởng rất là nhiều trong cái trận đấu này. Một điểm khác về sân Jalaseba đó chính là sân đấu này có đường pitch rất là nhỏ, khiến cho các cái cầu thủ dự bị không có nhiều cái không gian để khởi động. Thêm một cái bất cập mà khác đó chính là sân cỏ nhân tạo thường hấp thụ nhiệt đới, do đó thì sân Jalaseba có nhiệt độ là khá là nóng thưa quý vị. Đặc biệt thời điểm hiện tại thì nhiệt độ tại Singapore thường dao động trên dưới là 30 độ C, một cái nhiệt độ cao đó quý vị. Về đối thủ của đội tuyển Việt Nam thì Singapore bước tới AFF Cup năm 2022 trong một cái tình hình thiếu vắng rất là nhiều trụ cột. Đội bóng đội tuyển Singapore thiếu đi sự phục vụ của tiền vệ chủ lực Ikhan Fadi,
do Chân Suốt năm 1999 này gặp phải một cái chấn thương, trong khi thì Adam Sawidi cũng không thể góp mặt vì lý do tương tự. Trường hợp của Supano không thể lên tuyển vì anh này có lý do gia đình. Đó chính là những cái chia sẻ mà Thái TV muốn gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn trong cái video trưa nay. Quý vị và các bạn nghe thông tin hay bổ ích thì quý vị và các bạn hãy tặng cho Thái TV một like, một comment, một share, một subscribe để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới tiếp theo. Và bây giờ thì xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong video nhất nha. Xin chào.